Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Hyundai Santa Fe Gold 2003. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là sản phẩm được sản xuất bởi công ty HCC tại Hàn Quốc với mã OEM của nó là 97109 38000. Quạt được thiết kế là phần cánh quạt và phần đuôi quạt là nhựa ABS cao cấp. Phần bên trong là các lõi đồng bạc và chổi than cùng với bi giúp cho quạt vận hành trơn tru khi mà chúng ta bật AC hay còn gọi là bật điều hòa. Đây chính là 3 điểm để chúng ta bắt vào quạt gió điều hòa này. Đây là hai phần giác điện, người ta đã quy định rõ ràng âm dương ra đây. Đó, chúng ta chỉ về việc nắp là xong. Vừa rồi thì em cũng có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió giảm lạnh trong xe của xe Hyundai Santa Fe. Anh em quan tâm tìm hiểu cần hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.